Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của tài xế về việc bị cảnh sát giao thông đánh gây thương tích. Ngày 18 tháng 5, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã giao cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này xử lý đơn khiếu nại và yêu cầu xử lý của ông Lê Hữu Hiếu, 30 tuổi, ngụ phương An Đôn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, tài xế xe tải theo Thượng tá Đào Văn Khâm, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc nói trên từ Tổ công tác xác minh của Thanh tra Công an tỉnh. Trong sáng cùng ngày, đơn vị này cùng kỹ thuật hình sự có mặt ở trạm Cảnh sát Giao thông Hải Lăng và trích xuất các camera để làm rõ các thông tin. Theo đơn khiếu nại, vào khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 5, tài xế Hiếu điều khiển xe tả đến km 783 quốc lộ 1, thì cán bộ ở trạm Cảnh sát Giao thông Hải Lăng ra tín hiệu dừng xe. Thấy xe của cảnh sát giao thông di chuyển nên anh Hiếu cũng lái xe đi. Khi đến trước trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng, tiếp tục nhận được tín hiệu dừng xe. Anh Hiếu dừng và đợi một lúc lâu thì nhận được yêu cầu xuất trình giấy tờ xe. Giấy tờ do chủ xe cất giữ, anh Hiếu không biết nên xin gọi điện thoại để hỏi nhưng không liên lạc được. Lúc này trời mưa to nên anh Hiếu lên cabin ngồi, tìm cách liên lạc với chủ xe. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày khi liên lạc được với chủ xe để hỏi nơi cất giấy tờ xe, anh Hiếu xuất trình cho cán bộ cảnh sát giao thông và được yêu cầu đưa xe về trạm. Theo đơn khiếu nại, khi điều khiển xe đến cổng trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng, xe bị hóc số nên anh Hiếu xuống kiểm tra thì bị nhóm khoảng 5 đến 6 người mặc sắc phục cảnh sát giao thông kéo về phía sau xe và lao vào đánh. Anh Hiếu cho hay bản thân bị đấm đá rồi bị đạp liên tiếp vào ngực bụng. Anh Hiếu la hét kêu cứu thì được kéo vào trụ sở trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng. Đến 20 giờ cùng ngày, người nhà và chủ xe đến rồi gọi xe đưa anh Hiếu vào bệnh viện. Ngoài ra, trong đơn khiếu nại, anh Hiếu cho rằng phía cảnh sát giao thông cung cấp thông tin cho báo chí nói anh đã chống đối, bỏ đi khỏi hiện trường là hoàn toàn sai sự thật. Cũng theo anh Hiếu, kết luận của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho thấy anh bị gãy xương sườn số 6 và đa chấn thương vùng mặt đầu. Trong đơn anh hiếu khiếu nại những hành vi gồm thu giữ điện thoại của người khác bất hợp pháp, đánh người gây thương tích của một số cảnh sát giao thông trạm Hải Lăng, đề nghị các cơ quan làm rõ xử lý. Vụ việc nhận được không ít sự quan tâm của dư luận, hy vọng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự việc sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ, những hành vi không đúng mực sẽ có mức xử phạt thích đáng.